Thưa quý vị, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra hạn lệnh tạm giam với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Thời điểm ra hạn tạm giam từ ngày 4 tháng 11. Trước đó bà Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Ngày 24 tháng 10, gia đình bị can có đơn gửi viện kiểm sát và cơ quan điều tra đề nghị được đặt tiền đảm bảo để bị can được tại ngoại chữa bệnh nhưng chưa được cho phép. Theo một số luật sư, với việc bà Hằng bị đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự 2015 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, mức án tối đa bà Hằng phải đối mặt là 7 năm tù. Đối chiếu quy định về phân loại tội phạm theo điều 9 Bộ luật hình sự 2015, trường hợp này được xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, viện kiểm sát có quyền áp dụng thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cưỡng chế Xét thấy trường hợp bà Hằng không có căn cứ hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, nên Viện Kiểm sát áp dụng thời hạn tạm giam 20 ngày, trùng với thời hạn quyết định truy tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng là đúng theo quy định. Như vậy, tính từ ngày 4 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng có thể bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tối đa thêm 30 ngày tạm giam nữa. Trong thời gian này, Viện Kiểm sát có quyền áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can.